Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 35. Benzen và đồng đẳng, một số hydrocarbon thơm khác. Qua bài này, chúng ta sẽ biết đặc điểm cấu tạo của benzen và biết cách gọi tên một vài hydrocarbon thơm đơn giản. Biết viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của benzen và đồng đẳng của benzen, styren và naphthalen. A. Benzen và đồng đẳng. Một, La Mã, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo. Một, dãy đồng đẳng của benzen. Benzen, C6H6 và các hydrocarbon thơm khác có công thức phân tử là C7H8. Toluen, C8H10, vân vân. Lập thành dãy đồng đẳng có công thức phân tử chung CnH2n-6 với n lớn hơn hoặc bằng 6. 2. Đồng phân, danh pháp. Một số hydrocarbon thơm đầu dãy đồng đẳng có công thức cấu tạo và tên gọi được trình bày trong bảng 7.1. Hai chất đầu dãy không có đồng phân hydrocarbon thơm. Từ C8H10 trở đi, có các đồng phân về vị trí tương đối của các nhóm ankin xung quanh vòng benzen và về cấu tạo mạch carbon của mạch nhánh. Ví dụ, benzen được nối với CH2, CH2, CH3. Benzen được nối với CH nối đơn CH3 tại vị trí carbon thứ nhất, có mạch nhánh CH3. Tên hệ thống của các đồng đẳng của benzen được gọi bằng cách gọi tên các nhóm ankin cộng benzen. Nếu vòng benzen liên kết với hai hay nhiều nhóm ankin, thì trong tên gọi cần chỉ rõ vị trí của các nhóm ankin trong vòng benzen. Đánh số các nguyên tử carbon của vòng benzen sao cho tổng chỉ số trong tên gọi là nhỏ nhất. Các nhóm thế được gọi theo thứ tự chữ cái đầu tên gốc ankin. Ví dụ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. 3. Cấu tạo. Bằng các phương pháp vật lý hiện đại, người ta đã xác định được phân tử benzen có cấu trúc phẳng và có hình lục giác đều. Cả 6 nguyên tử carbon và 6 nguyên tử hydro cùng nằm trên một mặt phẳng. Để thể hiện cấu tạo của benzen, ngày nay người ta dùng một trong hai công thức cấu tạo sau. Các em nhờ giáo viên hướng dẫn. 2. La Mã, tính chất vật lý. Các hydrocarbon thơm đều là chất lỏng hoặc rắn ở điều kiện thường. Chúng có nhiệt độ sôi tăng theo chiều tăng của phân tử khối. Các hydrocarbon thơm ở thể lỏng có mùi đặc trưng, không tan trong nước và nhẹ hơn nước, có khả năng hòa tan nhiều chất hữu cơ. 3. La Mã, tính chất hóa học. Các đồng đẳng của benzen có tính chất của vòng benzen và có tính chất của mạch nhánh ankin. 1. Phản ứng thế. A. Thế nguyên tử hydro của vòng benzen phản ứng với halogen, cho benzen và brom vào ống nghiệm khô rồi lắc nhẹ hỗn hợp. Màu của dung dịch không đổi, như vậy benzen không phản ứng với brom ở điều kiện thường. Cho tiếp một ít bột sắt vào ống nghiệm trên, lắc nhẹ, màu của brom nhạt dần và thấy có khí hydro bromua thoát ra do đã xảy ra phản ứng thế. Benzen tác dụng với brom dưới tác dụng của bột sắt cho ra brom benzen cộng HBr. Nếu cho các ankin benzen phản ứng với brom trong điều kiện có bột sắt, sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm thế brom chủ yếu vào vị trí para và octo so với nhóm ankin. Phản ứng với axit nitric, cho benzen vào ống nghiệm chứa sẵn hỗn hợp H2SO4 đặc và HNO3 đặc, lắc mạnh hỗn hợp khoảng 5 đến 10 phút, sau đó rót hỗn hợp vào cốc nước lạnh, dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Khi đó, sẽ thấy có lớp chất lỏng nặng màu vàng nhạt lắng xuống, đó là nitrobenzen được tạo thành theo phản ứng benzen cộng HNO3 đặc dưới tác dụng của axit sulfuric đặc cho ra nitrobenzen cộng H2O. Trong điều kiện trên,
Các ankin benzen chủ yếu cho sản phẩm thế vào vị trí octo và para so với nhóm ankin. Quy tắc thế. Các ankin benzen dễ tham gia phản ứng thế nguyên tử hydro của vòng benzen hơn benzen và sự thế ưu tiên ở vị trí octo và para so với nhóm ankin. Phần thí dụ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. B. Thế nguyên tử hydro của mạch nhánh. Nếu đun toluen hoặc các ankin benzen với brom sẽ xảy ra phản ứng thế nguyên tử hydro của mạch nhánh tương tự ankan. Ví dụ, toluen cho tác dụng với Br2 cho ra benzin bromua cộng HBr. 2. Phản ứng cộng. A. Cộng hydro benzen cộng 3H2 dưới tác dụng của nhiệt độ và niken cho ra cyclohexan. B. Cộng clo dẫn một lượng nhỏ khí clo vào bình nón chứa một ít benzen, đậy kín lại rồi đưa bình ra ngoài ánh nắng. Trong bình xuất hiện khói trắng và trên thành bình thấy xuất hiện một lớp bột màu trắng. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexachlorcyclohexan, còn được gọi là hexachloran. Trước kia, phản ứng này được dùng để sản xuất thuốc trừ sâu 666, nhưng do chất này có độc tính cao và phân hủy chậm nên ngày nay người ta không sử dụng. 3. Phản ứng oxy hóa. A. Phản ứng oxy hóa không hoàn toàn. Thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm như hình 7.2. Khi đun nóng đồng thời cả hai ống nghiệm trong nồi cách thủy, ta thấy benzen vẫn không làm mất màu dung dịch kali bemanganat. Toluen làm mất màu dung dịch kali bemanganat tạo kết tủa mangan dioxide. Tương tự toluen, các ankin benzen khác cũng không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở điều kiện thường, nhưng làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng. B. Phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Các hydrocarbon thơm khi cháy tỏa nhiều nhiệt. CN H2N trừ 6 cộng 3N trừ 3 trên 2 O2 dưới tác dụng của nhiệt độ cho ra NCO2 cộng mở ngoặc N trừ 3 đóng ngoặc H2O. B lớn, một vài hydrocarbon thơm khác. Một la mã tiren. Một, cấu tạo và tính chất vật lý. Công thức phân tử C8H8. Phân tử styren có cấu tạo phẳng. Công thức cấu tạo. Em nhờ giáo viên hướng dẫn. Styren còn gọi là vinin benzen là chất lỏng không màu, sôi ở 146 độ C, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. 2. Tính chất hóa học. Cấu tạo phân tử của styren có đặc điểm giống ethylene và có đặc điểm giống benzen. Do đó có thể thấy rằng styren vừa có tính chất giống anken, vừa có tính chất giống benzen. Styren có phản ứng cộng với brom, hydro, HBr, Hi, v.v. vào liên kết đôi và làm mất màu dung dịch bemanganat kali ở điều kiện thường. A. Phản ứng với dung dịch brom. Nhờ giáo viên hướng dẫn. B. Phản ứng với hydro. Khi cho styren tác dụng với hydro dư có xúc tác ở nhiệt độ và áp suất cao sẽ thu được etin cyclohexan. C. Phản ứng trùng hợp. Styren cũng tham gia phản ứng thế nguyên tử hydro của vòng benzen. Hai la mã naphthalen. 1. Cấu tạo và tính chất vật lý. Công thức phân tử C10H8. Phân tử naphthalen có cấu tạo phẳng. Công thức cấu tạo, nhờ giáo viên hướng dẫn. Naphthalen, hay còn gọi là băng phiến, là chất rắn, nóng chảy ở 80 độ C, tan trong benzen, ete, v.v. và có tính thăng hoa. 2. Tính chất hóa học. Naphthalen có tính chất hóa học tương tự benzen. A. Phản ứng thế. Naphthalen tham gia phản ứng thế tương tự benzen, nhưng phản ứng xảy ra dễ dàng hơn
và thường ưu tiên thế vào vị trí số 1. Ví dụ, các em nhờ giáo viên hướng dẫn. B. Phản ứng cộng. Khi có chất xúc tác, naphthalene cộng hydro tạo ra decalin. Naphthalene không làm mất màu dung dịch bemanganat kali ở điều kiện thường. C lớn, ứng dụng của một số hydrocarbon thơm. Benzen và toluene là nguyên liệu rất quan trọng trong công nghiệp hóa học. Nguồn cung cấp benzen, toluene chủ yếu là từ nhựa than đá và từ sản phẩm đề hydro đóng vòng hexan, heptan tương ứng. Bài tập 1. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu đồng phân hydrocarbon thơm? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 2. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây? 1. Dung dịch brom trong CCl4. 2. Dung dịch kali bemanganat. 3. Hydro có xúc tác niken đun nóng. 4. Br2 có bột sắt đun nóng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra. 3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau. A. Toluen tác dụng với hydro có xúc tác niken áp suất cao đun nóng. B. Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc. 4. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất benzen, S1N và toluene. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. 5. Hydrocarbon X là chất lỏng có tỷ khối hơi so với không khí bằng 3,17. Đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 có khối lượng bằng 4,28 lần khối lượng H2O. Ở nhiệt độ thường, X không làm mất màu dung dịch brom. Khi đun nóng, X làm mất màu dung dịch KMnO4. A. Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X. B. Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa X và H2, xúc tác là niken đun nóng, với brom có mặt bột sắt, với hỗn hợp dư của axit nitric và axit sulfuric đậm đặc. 6. Đánh dấu cộng vào ô cặp chất có phản ứng với nhau theo mẫu sau. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 7 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1 để trống, cột 2, benzen, cột 3, hexen, cột 4, toluen, cột 5, ethylene. Hàng thứ 2, cột 1, H2, xúc tác niken. Hàng thứ 3, cột 1, brom dung dịch. Hàng thứ 4, cột 1, brom có sắt đun nóng. Hàng thứ 5, cột 1, dung dịch KMnO4 đun nóng. Hàng thứ 6, cột 1, HBr. Hàng thứ 7, cột 1, H2O, xúc tác là axit. 7. Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc, có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen. Tính khối lượng nitrobenzen thu được khi dùng 1 tấn benzen với hiệu suất 78%. 8. So sánh tính chất hóa học của ethylbenzen với styren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa. 9. Dùng công thức cấu tạo, viết phương trình hóa học của styren với A. H2O, xúc tác là H2SO4, B. HBr, C. H2, theo tỷ lệ số mol 1:1, xúc tác là niken. 10. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, styren. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng. 11. Khi tách hydro của 66,25 kg ethylbenzen thu được 52 kg styren. Tiến hành phản ứng trùng hợp toàn bộ lượng styren này thu được hỗn hợp A gồm polystyren và phần styren chưa tham gia phản ứng. Biết 5,20 gram A vừa đủ làm mất màu của 60 ml dung dịch brom 0,15 m. A. Tính hiệu suất của phản ứng tách hydro của ethylbenzen. B. Tính khối lượng styren đã trùng hợp. C. Polystyren
có phân tử khối trung bình bằng 3,12 nhân 10 lũy thừa 5. Tính hệ số trùng hợp trung bình của polymer. 12. Trình bày cách đơn giản để thu được naphthalene tinh khiết từ hỗn hợp naphthalene có lẫn tạp chất không tan trong nước và không bay hơi. 13. Từ ethylene và benzene tổng hợp được styrene theo sơ đồ C6H6 dưới tác dụng của axit và C2H4 cho ra C6H5C2H5. Dưới tác dụng của nhiệt độ và xúc tác tiếp tục cho ra C6H5 nối đơn CH nối đôi CH2. A. Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên. B. Tính khối lượng styrene thu được từ 1 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%. Tư liệu. Công thức cấu tạo của benzen đã được tìm ra như thế nào? Năm 1865, Kekulé đề xuất công thức cấu tạo của benzen là C6H6. Theo công thức này, phân tử benzen có 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn. Như vậy, 6 liên kết trong phân tử benzen phải có độ dài khác nhau và benzen phải có tính chất hóa học giống alken, tức là làm mất màu dung dịch chrome, dung dịch kali permanganat v.v. Tuy nhiên, thực nghiệm cho thấy benzen vừa thể hiện tính chất của một hydrocarbon không no giống alken, tức là phản ứng cộng hydro có mặt chất xúc tác niken, vừa thể hiện tính chất của hydrocarbon no, tức là không làm mất màu dung dịch chrome có phản ứng thế. Chứng tỏ công thức cấu tạo của Kekulé chưa phản ánh đúng cấu tạo thực của benzen. Các kết quả nghiên cứu sau đó đã xác định được benzen có cấu tạo phẳng, 6 cạnh đều và được biểu thị bằng công thức C6H6, gồm có 6 cạnh và một vòng tròn bên trong. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.